hậu khẩu thường trú anh ở đâu? Dạ. Anh ấy kể sao không? Dạ là như cái con ghế lại nói anh là nhân viên điện lực đến kiểm tra công ty đi đúng không? Đi dùng đi tới đó anh chọn anh với tội có mối quan hệ thế nào? Bạn này em muốn cách em ở dưới không hoàn toàn lên em có theo tôn giáo nào? Dạ quy định gì cho? Dạ chưa cấp điện em cũng biết mấy cấp xe đó là ai đứng ra